Chị đang làm gì đấy? Chị đang make up mà. Đi ngay ra đầu ngõ mua đồ thôi mà cũng make up á? Đấy là em không biết đấy thôi. Chứ đã là con gái, bước ra đường là phải đẹp. Xấu quá không có tôn trọng người nhìn đâu đấy. Và đó chính là tình trạng chung con gái Nhật Bản. Chỉ cần cứ bước ra khỏi nhà là phải chỉn chu bản thân nhất có thể. Bạn nghĩ như vậy là lỗi, nhưng thực chất đó là vì bạn chưa biết thế thôi. Việc không trang điểm mà ra ngoài đường ở Nhật Bản được xem là bất lịch sự. Có rất nhiều phụ nữ Nhật cảm thấy xấu hổ khi bị người ngoài nhìn thấy gương mặt mộc của họ. Một số người còn cảm thấy việc đó giống như ra ngoài đường mà không mặc quần áo vậy. Chính vì thế, việc trang điểm rất phổ biến ở Nhật. Bạn có thể bắt gặp hình ảnh cô gái Nhật trang điểm bất cứ ở đâu, trên tàu điện, nhà vệ sinh công cộng, trên đường hay quán xá. Ở Nhật, make up không phân biệt tuổi tác. Từ học sinh cấp 2 đến người lớn tuổi đều trang điểm lại nhiều lần trong ngày. Chẳng hạn như trong giờ nghỉ trưa, sau giờ học và làm việc, kể cả trong khi ăn uống. Và nếu bạn không trang điểm hoặc bị nhìn thấy lớp trang điểm bị trôi, bạn sẽ bị xem là bất lịch sự, lượm thuộm và cầu thả. Nói vậy thôi chứ, không chỉ có Nhật Bản, mình thấy đã là con gái thì phải thật đẹp và chỉnh chu khi ra ngoài đường. Đó cũng là một việc tốt mà. Mình là Hằng, coi follow Hằng để biết thêm kiến thức thú vị về hàng Nhật.